Ngày mai đừng kêu sớm nha. Rồi. Xin mời ăn. Chưa thức tốt. Oh, is a view. Hey, so what was the chisel on? Dạy này bao nhiêu? Dạy này 200. Đó, ghẻ lắm, ghẻ lắm. Cái clip này hiệu nào? Clip này hiệu nào? Cái này hả, này được tặng nè. Nói chung là mấy cái này là được Bi tài trợ. À, đây nè, xuống mình đi đi đây. Brand nào? Converse chị. Converse. Em cũng không nhớ giá nữa, nhưng mà như là gần 2 triệu. Ok. Quân của 0912. Okay. Đó là một cái local brand, local brand now. Áo thì Kid Up Club. Đó là cái brand đó. Cũng local brand hả? À, đúng rồi. Còn áo này cũng của Evan Cole, cũng là local brand. Local brand luôn, wow. Okay, local brand. Wow, ok. Dài bao nhiêu? Dài cho. Người ta cho. Quần bao nhiêu? Quần hả? Quần người ta tặng. Hay là đi lụm đó. Áo này là áo của anh Bo. Cũng chờ. Cũng ta cho. Cái khăn này của ai vậy? Khăn của má Năm. Cho mượn. Cho mượn. Thì tất cả là ai cũng... Đây là đồ mượn. Ra mượn không ạ? Thế đi bằng cái hộp đó. Thấy cô cửa nghe không? Sao ngon hay là không ngon? Quá ngon. 1 có 10. 8 điểm. Ok. Cái lưỡi đè lại. Hãy subscribe.
cũng Shopee luôn. Áo này hình như là có 220 à. Còn chân váy này hả? Chân váy này tới 380 rồi hả? Quá rẻ. Wow. Đó. Em mới ngu vậy cho nên là thì nó vẫn là dài con vật. Xong rồi nhưng mà hôm nay là màu đen. Dạ đúng rồi. Quần thì của local brand. Áo của local brand. Bao nhiêu? Em cũng không nhớ đâu nhưng mà mua cũng rẻ lắm. Ok. Áo ở trong thì cũng là của local brand. Em cũng không nhớ. Brand. Nhưng mà cái này là cái áo khoác ở ngoài là limited. Ok. Dành cho staff hiểu, only. Hiểu off on off staff only. Rất nhiều. Đây em giới thiệu đâu với em có món mới ra. Đây. Cầu thang. Tôi cũng ăn để là chén pháo. Tưởng là yêu gì phải không? Let's see you again.